Đây là Tấn Lộc xin chào anh chị em. Rồi hôm nay Tấn Lộc đến với nhà người anh. Người anh cũng giao lưu với anh chị em mình những cây mai cúc thổ hương. Đây là cây số 1 nha anh chị em. Rồi cây này là như một con thú luôn. Cốt liền hết nha anh chị em. Cây này là 3 mùa nha anh chị em. Đây cốt như một cái thú. Cái này là 3 mùa. Nút nụ là đóng là khá là nhiều. Cái này là 3 mùa rồi nha anh chị em. Cái này là nút nút nụ nè anh chị em. Quá đẹp. Cao 1m1 tàn ngang 1m5. Cái này là chiều cao 1m1, tàn ngang là 1m5. Đó là một cây bông cúc thổ hương. Ghép gốc thú giáng long. Đây em sẽ quay cho anh chị em mình xem chi tiết hơn. Nút nụ là đóng khá là nhiều. Cây này là ghép 3 mùa rồi nha anh chị em. Đây. Hiện tại có mật bông này, này là bông cúc thổ hương. Đó, bông khá là đẹp. Đây. Đó là mật bông của cúc thổ hương. Ok, khá đẹp. Đó, bông nè anh chị em thấy mặt bông không, này là cúc thổ hương nha anh chị em. Đó, cốt cành là đóng khá đều. Cây này là 3 mùa cúc thổ hương ghép 3 mùa nha anh chị em. Cây này là 32 hoành. Rồi cây này là đo em có đo khảo qua rồi nha anh chị em. Cây này là 32 hoành. Mà cái này là một cây gốc giáng long ghép cúc thổ hương 3 mùa. Một cây quái. Cây tròn trịa khá đẹp. Rồi cây này báo giá công khai giá sao anh? Cây này giá 30 triệu. Rồi cây này là giá 30 triệu nha anh chị em. Cây quá đẹp. Cốt liền hết nha anh chị em. Cây cúc thổ hương này có đột chủ sáng sắn như giáng long nha anh chị em. À, mặt bông của cúc thổ hương anh chị em thì đây. Đây cây này là có mặt bông luôn nha. Cốt cành là đóng liền hết. Rồi em sẽ qua đây là cây số 1 anh chị em. Rồi tiếp tục em sẽ qua cây số 2. Này là cây số 2. Này là một gốc thú ghép siêu bông Sài Gòn. 44 hoành. Có 31 hoành rồi. Rồi xin lộn. Cây này là có 31 hoành đó anh chị em. Cây này cốt đang đóng rất khá là liền. Liền cốt. Đây. Quá wow, cái nầu đế cây anh chị em mình xem cái nầu đế nè. Củ khá là lớn. Rồi đo cái củ luôn cho anh chị em mình xem. Củ đế rồi. 53. Cây cũ 53. Một cây mai thú ghép siêu bông Sài Gòn. Sài Gòn ghép mai thú. Nút nụ. Bao phê. Đó, dàn nút cả nhà. Anh chị em mình xem dàn nút nè. Đó, nút nè. Đó, dàn nút. Quá dữ. Này là cây số 2 anh chị em. Cây này tàn ngang 1m5, chiều cao cây này 1m. Hiện tại nó có chỗ bông gió mà giờ này thì nó cũng đã tàn rồi nha anh chị em. Đây, màu bông khá là vàng ươm, khá đẹp. Giống này siêu bông Sài Gòn thì anh chị em mình đã biết rồi. Rồi cây này cây số 2 anh giao lưu giá sao anh? 18 triệu. Rồi cây này 18 triệu. Đó, có một cái đuôi sắn sắn nè anh chị em mình xem nè, nào là cái đuôi sắn nè, khá đẹp. Đó. Rồi cây này ghép một năm rồi ngang anh chị em, cây này ghép một năm rồi, khá là dữ, cốt đều hết. Rồi đây là cây số 2. Rồi tiếp tục em sẽ qua một cây cúc thổ hương cây số 3. Cây này cây quái luôn. Đây, cúc thổ hương luôn. Mặt bông. Khá đẹp.
Rồi cây này nó nằm sát vậy là đo khảo khảo nghe anh chị em. Cái này tính với anh chị em mình là 27 hoành. À, có cái đuôi bò ra để điều tứ diện. Đây. Để khá điều tứ diện. À, có cái đuôi đây. À, cúc thọ hương. Cây thú có đuôi. À, khá đẹp, nút nụ thì bao phê. Đây, khung tàn khá đẹp. Rồi cây này chiều cao 1m1. Tàn ngang cây này cũng 1m1 luôn anh chị em. Cúc thọ hương 27 hoành. Khá đẹp. À, bông thì giờ này chỗ khá đẹp. À, đây. Những cái mặt bông cúc thọ hương thì hầu hết anh em mình đều biết rồi. Chỗ bông khá đẹp. Nên là nhiều cánh. Thì cốt đóng là liền hết rồi anh chị em. À, liền cốt hết rồi. Cốt liền hết rồi anh chị em. Cây này là cây số 3. Hiện tại là vô cái chậu cũng khá là đẹp. Cái chậu tài lộc. Đây. Giá mềm nha. Rồi cây này anh vô lưu giá sao anh? Giá 10 triệu. Rồi cây này là giá 10 triệu. Cây này là cây số 3. Cúc thọ hương. Rồi em sẽ qua cây số 4 cho anh chị em mình xem. Cây số 4 này là một cây mây tứ quý. Siêu bông Sài Gòn. Tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Cây này đế sổ đế rất đẹp nha. Đây. 40 hoành. 40 hoành, đo bộ đế sổ luôn anh. Sổ đều xung quanh luôn. Sổ tắt rưỡi. Cây này đế sổ 15. Cốt cành là đóng kéo khá là mạnh. Đây, liền cốt. Tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Cái này một mùa. Cái này là hiện tại là một mùa rồi ngang anh chị em. Đây nút nụ là anh chị em mình thấy nè, cái dàn nút khá là dữ. Ghép khá là đều. Đây. Cái dàn đế này em quay cho anh chị em mình xem cái dàn đế, đế sổ. Này là vô cái chậu 8 anh chị em. À, đế khá là đẹp. Những cái mà kết đang kéo khá là mạnh. À, đây. Cái này đúng bonsai. Cái này chậu 8. Nút nụ thì khá là nhiều. Cốt cành này. Đây ghép cốt cành đóng khá là bự rồi nha, to hơn ngón tay cái luôn nha anh chị em. Cây này là tàn ngang là 1m, chiều cao cây này 1m luôn. À, đây khá đẹp. Rồi, cây này là cây số 4. 40 triệu. Giá 40 triệu. Tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Đế sổ 15 phân. Ghép một mùa. Khá đẹp. Dàn xương cốt cành, anh chị em mình xem chi tiết hơn. Quá khứ là dàn xương luôn anh chị em. Đóng là dính hết luôn anh chị em ơi. Cây này đóng kéo quá mạnh luôn. Rồi qua cây số 5 cho anh chị em mình xem luôn. Cây này cũng là gốc tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. 47 hoành. 47 hoành. Quá khứ cái cây đẹp quá anh chị em ơi. Đây. Đây là hiện tại có mặt bông luôn nha anh chị em. Đây. Bông vàng nghệ khá đẹp. Này là siêu bông Sài Gòn. Là vàng lúc của nó làm sao? Nút cũng khít luôn. Này là dòng nụ, nút nụ là đóng. À, anh chị em mình thấy không? Đóng khá là dữ luôn. Đóng khá dữ luôn. Như bàn tay luôn. Ồ. Nút nụ đóng khá dữ. Đây. Em quay cái dàn cốt cho anh chị em mình xem nè, cốt cành nè. Đẹp lắm. Đóng khá đều luôn. Đây. Đây em quay chi tiết hơn nha anh chị em. Này này liền cốt luôn anh chị em. Kéo khá mạnh. Như ngón tay cái luôn. Những cây mây ghép như vậy anh chị em mình sở hữu như vậy là khá là yên tâm. Hiện tại cây này là đã ghép một mùa rử rồi nha anh chị em. Rồi cây này đã ghép một mùa rử rồi. Cây khá lớn luôn anh chị em. Siêu to khổng lồ luôn á anh chị em. Rồi.
những ghép mặt ghép khá là liền. À, nút nụ là đóng khá là dữ luôn, đóng ra tới đầu đột lá luôn em. À, em quay chi tiết cái dàn nút cho anh chị em mình xem. Này là siêu bông Sài Gòn ghép gốc tứ quý nha anh chị em. À, rồi quá đẹp luôn anh chị em ơi. Rồi cây này anh chủ báo là 50 triệu nha anh chị em. Cây này là gốc tứ quý 47 hoành ghép siêu bông Sài Gòn. À, Sài Gòn ghép gốc tứ quý một mùa rữ, nút nụ là bao vê Tết năm nay. Anh chị em mình có mà sở hữu một cây chơi nút nụ vậy nha anh chị em, ra tới đóng tới đầu lá luôn anh chị em. Rồi cái này đóng ra tới đầu lá luôn anh chị. Cây này là cây số 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cây này là cây số 5. Rồi tiếp tục em sẽ qua cây số 6 cho anh chị mình xem. Rồi cây này là cây số 6 luôn. Cây này là gốc tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Cây này là nút cũng khá là dữ luôn anh chị em. Anh chị đây nút ra tới đầu lá luôn anh chị. À, khá dữ. Cây này cũng ghép mùa rữ. Rồi cây này cũng ghép mùa rữ rồi nghe anh chị. Ồ cây này quá đẹp luôn anh chị ơi. Một cái cây này tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn ghép tứ quý. Cây này là vô cái chậu để trên bàn mình chơi trong tiểu cảnh là cũng khá là đẹp nghe anh chị. Này cốt ghép là liền hết rồi nghe anh chị. Cái này là anh tạo dáng. Này cái này là anh chủ anh tạo thêm dáng để cho mình thấy lạ lạ độc độc một xí nha anh chị. Đó, cốt quan trọng là cái đẹp. Nhiều khi hoành neo không nói lên được tất cả, nhưng nhiều khi cái thế thằng nó cũng có đẹp một xí là cái cây nó có giá trị nha anh chị. Này là cái siêu bông Sài Gòn ghép gốc tứ quý. Rồi, hôm nay là anh chị em mình cây này là một mùa rữ rồi, chơi được rồi. Đây em sẽ quay cái dàn nút cho anh chị mình xem. Đó, cái dàn nút này siêu nụ luôn nha anh chị. Thì hầu hết anh chị em anh chị đã biết cái giống mà siêu bông Sài Gòn rồi. Ghép vô tứ quý là nút khá là dữ luôn. Đây em sẽ quay cái dàn xương cho anh chị mình xem. Cây này là chiều cao 1m1, đàn ngang cây này cũng 1m1 luôn nha anh chị. Rồi cây này là một cây số 6. Cây này là giá sao anh? Cây này giá 30 triệu. Rồi cây này là giá 30 triệu. Cây này là siêu bông Sài Gòn ghép gốc tứ quý một mùa rữ rồi nha anh chị. Rồi em sẽ qua cây số 7 cho anh chị em mình xem. Đây là một cây siêu phẩm đó. Rồi qua cây số 7 là một cây cũng bonsai. À, quá đẹp. Cây này quá đẹp anh chị. Dàn lá đi. Quá giữ cái dàn lá. Là quá đẹp anh chị. Nút nụ thì cây này cũng khá là dữ nha anh chị. Em quay cho anh chị mình xem. Ghép siêu bông Sài Gòn mà mây vàng, đây là cái cây bình trà. Cây này quá đẹp anh chị. Đây. Với một cái bình trà. Cây này là như một cái hồ lô nha anh chị. Đây. À, như một cái hồ lô. Em sẽ cũng bình ra cho mình anh chị mình xem. À. Cái dàn xương à. À, cột khá lớn đóng liền hết nghe anh chị, đang kéo liền hết khá là mạnh nghe anh chị. Cây này là một mùa luôn nghe anh chị, đang có dấu hiệu lăn bể xù nghe anh chị. Đây đang có dấu hiệu bể xù. À, đây là cái cốc chủ nè. À, đang cũng dấu hiệu bể xù. À, đóng khá là liền nghe anh chị. Rồi cho thông số và neo luôn cho anh chị mình xem. Cây quá đẹp anh chị ơi. 55 hoành. 55 hoành nha anh chị. Này là một cây mây vàng ghép siêu bông Sài Gòn.
Wow, quá dữ, cây đẹp quá anh chị. Nút nụ nè anh chị. Đây, quay cái dàn nút nụ cho anh chị xem. Lá xanh mướt luôn nha anh chị. Này là giống siêu bông Sài Gòn. Mai vàng mình ghép giống siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Nè. Cây này quá đẹp anh chị. Này. Cốt cành là đóng khá đều anh chị. Từ dưới lên trên. Thì mặt tiền mình nó nằm bên này nha anh chị. Đó, mặt tiền quá đẹp, có chân cắm xuống nhìn khá là có duyên nha anh chị. Như một cái hồ lô. Quay chi tiết cho anh chị mình xem. Đây, quá đẹp. Rồi cái này mình giao lưu giá sao anh? 70 triệu. Rồi cái này giao lưu với anh chị em mình là giá 70 triệu. Cái này là thứ cây này là mai vàng, gốc mai vàng ghép siêu bông Sài Gòn một mùa. Giao lưu với anh chị giá 70 triệu. Rồi. Rồi cây này cú clip. Em trân trọng cảm ơn cả nhà. Thì cả nhà mình chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Thì số điện thoại em sẽ up lên của anh chủ vườn. Thì những tác phẩm cây này thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp với anh chủ vườn. Thì giao lưu